Đây đâu.
anh em đã chiều đi lại xong cây bao giờ ông về tại đang nấu ăn là vừa tự nhiên mọi người cái khúc mà bên thông mực xuống mấy khúc đi xuống là camera hết đi ngày khi muốn việc luôn mà quay cũng được thì về thôi lại quay lại thì đang nấu cơm ăn đây mọi người còn mực thì vẫn còn để là mai đây và để sáng mới quay quay thành quả của ngày đi nên em đang chuẩn bị ăn cơm đi về buổi chiều để xong là về buổi chiều và anh ấy là đạo diễn các món là nhà hàng anh là chuyên gia đầu bếp số một của đội mình đây mọi người. Phóng ăn hải để làm thích ăn nuôi má kiếm ổn ngon đọc nhận những đứa một đếm và camera một quay nhìn tặng cho có cà phê chỗ ơi camera đâu thôi tạm biệt mọi người đây. Và hành trình ngày thứ tư anh đang chuẩn bị xuất phát đang phê bảo xong cần từ sau anh đang chuẩn bị lên đường ngày thứ đạp và dừng cả thôi mọi người đã đi ba bốn ngày xa lên coi mấy xe đều trang lên khỏi gió không rồi mọi chuyện ngày thứ là cần đạp và dừng cả rồi đang bạn mình đang được mọi người
Ai? Bác ơi. Hi. Hey.